Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Chúng tôi xin được gửi tới quý vị những vấn đề nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Liên quan thông tin Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm tàu cá của tỉnh Cà Mau tử vong, cơ quan công an phát hiện có thư tuyệt mệnh khi khám nghiệm hiện trường. Tuy nhiên, nội dung bức thư chưa được tiết lộ Ngoài ra, cơ quan công an cũng mời cán bộ của điện lực thành phố Cà Mau đến hiện trường do phát hiện có việc nối dây điện và trên người của nạn nhân có vết thương. Theo hình ảnh camera an ninh ghi lại, khoảng 18 giờ 30 hôm 10 tháng 12, ông TTH, 46 tuổi, giám đốc trung tâm đăng kiểm tàu cá thuộc chi cục thủy sản tỉnh Cà Mau vào cơ quan. Đến sáng hôm 11 tháng 12, nhân viên phát hiện ông H tử vong. Trước đó, sáng hôm 11 tháng 12 nhân viên vào phòng làm việc của ông TTH để quét dọn, phát hiện ông H tử vong trong phòng. Ngay sau đó vụ việc được báo đến cơ quan chức năng. Sau khi hoàn tất các thủ tục, thi thể của ông H đã được cơ quan công an bàn giao cho gia đình tổ chức đám tang theo phong tục địa phương. Theo nguồn tin riêng, vào tối hôm 10 tháng 12, vợ chồng ông H có đến tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm ô cốp trong khuôn khổ khai mạc Festival Tôm Cà Mau và diễn đàn ô cốp Đồng bằng sông Cửu Long năm 2023 sau đó người quen thấy ông hát đi nhậu và đi đánh bị a với vài người bạn vụ việc tiếp tục được điều tra làm rõ